Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe địa hình mang thương hiệu của Gian XTC 800. Đây là một mẫu xe địa hình mới nhất về tại cửa hàng. Chiếc xe sử dụng bộ vành lốp là 27,5. Vành rất hiếm khi về tại cửa hàng các bác nhé. Rất lâu em mới về được một chiếc như này. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có màu là màu trắng xanh các bác nhé. Đánh giá chiếc xe khá là mới. Đây là những vết mà sơn nó phai ra do thời tiết và do xe đã qua sử dụng rồi. Thực sự là không đáng kể các bạn. Không phải rồi, chất lượng của xe Gian XTC 800. Các bạn có thể lên Google và search thêm về chiếc xe này. Tất cả đồ đều nguyên zin về theo xe, từ bộ lốp đến tất cả khung. Khung thì được làm từ công nghệ nhôm của Alu-X SL các bác nhé. Alu-X SL. Con đề có cơ vành, cọc yên nguyên zin của Gian, nguyên bản theo xe, yên còn rất là mới các bác nhá, yên nguyên zin của Gian này. Ủa, không Alu-X thì siêu nhẹ rồi. Nếu các bác biết thì Alu-X thì là công nghệ làm nhôm độc quyền của Gian cho bộ khung siêu nhẹ bền. Thêm sườn cao cấp. Mê đàn Ego. Còn mình quay rất là bon. Chiếc xe cũng được sử dụng cấu hình khá là cao cấp. Sierra DLZ là tiêu chuẩn cuối của dòng địa hình của dòng Touring. Phía bên trên đây thì là ghi đông cổ cốt nguyên zin của Gian. Mình có thể thấy Gian đây. Tất cả đều zin theo xe. Bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano đều đây. Này là bên lip 10 tầng và bên đĩa 3 tầng cho xe 30 tốc độ thay đổi các bác nhé. Rất là cao cấp. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Khóa sóc hành trình trên tay. Các bác khóa sóc thì bác không cần phải cúi xuống để làm thao tác khóa sóc ở dưới nữa. Các bác có thể bấm vào đây để khóa và mở như này. Rất là tiện dụng. Tay nắm của Gian nên đi theo xe. Đây là giảm tốc của xe. Của Gian. Xe được sử dụng bộ lốp nguyên zin. Bộ Mayer vành hai lớp của Gian 27,5. Vâng, ngoài em thấy thì lốp trước của xe cũng đã được thay rồi. Lốp Maxxis cũng rất là tốt các bác nhé. 27,5 nhân 1,95. Lốp sau thì vẫn còn giữ nguyên được lốp zin của Gian. Lốp thì là hao mòn rồi, không thể tránh khỏi là đã được thay thế. Người dùng trước thì đã đi 10 tầng lít. Cụ đề của Shimano DLZ cao cấp.
Giá phía của DOJ. Khung xe ghi size M 48. Vâng, và xe xe có khung đứng là 48 thôi nhé. Khung ngang là 55. Vâng, chùa qua từ 1m63 đứng trên 1m7 với chiếc xe này. Giờ sẽ đo chuyển động, kiểm tra chuyển động của xe. Vâng, và xe được trang bị 10 tầng lip. Lên lip. Vâng, xe chuyển động rất tốt, xuống lip. Chủ đề của Sierra DRR. Nguyên bộ group của Sierra DRR các bác nhé, chủ yếu trục rỗng 2 tầng. À 3 tầng. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Quay rất là bon. Vâng, và em vừa đánh giá trước xong chiếc xe Gian XTC 800. Chiếc xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano DOD. Khung nhôm cao cấp Alux SL. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 9.8 triệu. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.